thì mình nâng cấp lại cái dây con thì cái dây zin với lại cái dây này thì mình cũng đã thay rồi, không có dây zin, nhưng mà qua thời gian mình xài thì mình thấy nó cũng chưa có đạt yêu cầu lắm, nên là hôm nay mình làm lại. Cũng cuối tuần rồi, cũng không đi đâu mà lại kiếm chuyện làm tiếp. Thì lý do mình thay là bởi vì mọi người nhìn nè, giờ cái dây này nó đang đi, nó bị gấp nè, thấy không mọi người, thấy không đó. Nó đi ra đây, nó cong lên, nó dòng xuống, đúng là nó phải đi phải ngay như vậy đi xuống nè, thì dây nó sẽ không có bị cạ ở ngay cái đầu này, thì nó sẽ không có bị mòn, không có bị mài mòn nhanh và nó sẽ nhẹ hơn. Cái thứ hai là do cái chỗ này nó bị rách rồi, tí xíu mình cái vỏ dây nó bị rách do cạ vô cái cổ, cho nên tí xíu mình làm xong mình sẽ cho mọi người xem ha. Thì mình tháo cái bình xăng ra rồi thì mình chỉ cần không tháo nó lên hết đâu, nâng lên một tí xíu thôi, là để mình có cái không gian mình luồn cái tay vào mình thao tác cho nó dễ. Thì cái dây mới mình sẽ đi như cái dây cũ, đi luồn theo cái dây cũ đi xuống dưới nó như vậy. Zin với lại cái dây độ dây con, đây là dây zin nè. Dây zin thì nó sẽ có một cái ống thép ở đằng cuối, dây độ thì nó không có, nhưng mà cái lõi của nó thì lõi nhựa, lõi thép bọc nhựa, đúng không? Còn này là dây thép thôi. Chiều dài thì nó bằng nhau, mình thấy nó bằng nhau. Dây độ thì nó có cái bấm đầu bi, còn dây zin thì nó không có, zin thì nó không có. Thì lý do mình thay là bởi vì á, dây zin á thì cái tay lái nó cong lên, tay lái đây nó cong lên, cho nên là nó rất là, khi mà mình hạ cái tay lái ghi đông này xuống á, thì cái đoạn mà gắn vào cái tay côn nó hạ thấp xuống, cho nên cái dây zin nó lại dư, nó lại dài, nó dư cho nên nó cong cái đoạn này. Thì mình rất là kỵ cái dây côn mà nó bị cong như vậy, đi về lâu về dài mình không có thấy nó thoải mái, nên đó là lý do tại sao mình thay cái dây, mình phải đặt cái dây độ lại. Dây độ này thì người ta làm theo nhu cầu, mình có thể đặt ngắn dài thì tùy ý, thì mình sẽ
mình có đặt một cái dây côn mới. Mình yêu cầu là làm nó dài bằng cái dây zin của Ducati Stramler, nhưng mà nó sẽ ngắn lại khoảng 10 xăng để mình trừ lại cái đoạn mà hạ cái ghi đông xuống á, thì nó không có bị trùng, nó không có bị trùng cái dây côn. Đây nó cong quá rồi, nó mình bẻ lái nhiều á thì nó bị chày và nó chóc. Vì lâu và dài thì nó sẽ hỏng luôn cái dây này. Đó là lý do tại sao mình thay. Mình khui cái dây độ ra nha. Xem nó như thế nào. Tại mình á, mình thích đi con dây, mình không thích đi con dầu. Con dây nó mặc dù nó nhìn nó rất là thô sơ, nó không có công nghệ, nhưng mà nó an tâm, an toàn hơn và cái cảm giác nó tốt hơn. Đây, tại có quán khá kỹ. Chưa tốt điểm nào thì mình nói người ta làm lại. Thì cái dây này mình thấy họ đã nâng cấp rồi. Đầu bi thì vẫn như cũ ha, vẫn là thép lõi nhựa. Có chiều dài nè. Chiều dài thì mình đặt nó ngắn hơn cái dây ban đầu 10 cm, thì họ làm đúng như vậy ha. Và cái dây cũ thì chỗ này nó vẫn là đoạn ống nhựa cao su, nhưng mà cái dây này người ta có nâng cấp, cái đoạn này nó cứng hơn, nó cứng hơn, nó giống như cái dây thép chỗ này nè. Dây zin thì người ta có cái ống thép chỗ này mà vẫn giữ cái dây zin nó tốt lắm á. Và điều tại vì nó cũng đã dài hơn cái yêu cầu, và nó cũng hay bị cấn nè, dây nó cũng bị cấn nè. Lần này người ta có cho thêm cái ống này để mình luồn vào để tránh bị chày cái ống. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào. Thì sau khi gắn vào thì nó như thế này ha, cái đoạn ống đó nó che chắn để không bị chày. Đó thì cái kết quả sau cùng của cái sản phẩm thì nó là như thế này. Đó, mọi người thấy cái dây nó ngắn lại thì nó đi gọn hơn. Và nó đi thẳng băng từ cái cùm côn đi ra và đi xuống cái cổ. Đó thì cái đoạn dây nó đi như vậy thì nó sẽ bền hơn. Nó cái cảm giác lúc mình bóp côn thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Bởi vì nó giảm thiểu cái ma sát ở ngay chỗ cái cổ dây á. Thì nhân tiện mình cũng cảm ơn các bạn là trong thời gian qua cũng theo dõi clip của mình. Một số bạn comment động viên và khích lệ cũng rất là vui. Đây là cái clip sau cùng của mình đối với lại cái em Ducati Scrambler này của mình. Mình gắn bó nó cũng khá lâu rồi. Nó cũng có một cái duyên. Nhưng mà sắp tới mình có những cái dự định mới. Mình cần những cái tính năng mới của chiếc xe, cho nên là tình cờ cái dịp nó đến thì mình cũng quyết định là mình chia tay em nó. Sắp tới mình sẽ có những cái trải nghiệm đối với lại cái chiếc xe mới của mình chọn, nó phù hợp với cái công việc và nhu cầu đi lại của mình trong thời gian tới. Thì cũng hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình như trong thời gian qua. Ngoài ra thì có một số cái yêu cầu của một số bạn á, mình chưa có kịp làm clip cũng như là review chi tiết hơn. Đối với xe này mình cũng có hẹn cái dịp là để hết giãn cách á, mà nó hơn 2 tháng nay rồi thì không có đi chuyến nào dài để mình review cho nó bài bản và nó chi tiết hơn, nhưng nó đúng cái nhu cầu của các bạn.
mà bây giờ là chia tay nó rồi. Thì với những cái yêu cầu đó thì các bạn chịu khó xem lại clip cũ mình đi công việc ở Bà Rịa đó, mình có review. So với giờ nó cũng có nhiều đồ chơi gì mới đâu, nó cơ bản như vậy, mình không có đồ đồ chơi nhiều. Chỉ những cái món mà thật sự cần thiết cho cái vận hành và cái nhu cầu đi lại của mình mà thôi. Đối với một số cái yêu cầu của các bạn là có đề nghị mình chia sẻ là cái chi phí để mà nuôi em này á, thì thật ra thì đó giờ mọi người cứ nghe Ducati là xe Ý này kia rồi nuôi tốn kém lắm. Thật ra thì mình cũng không có dịp trải nghiệm nhiều các dòng xe Ducati khác thì mình không biết làm sao, nhưng mà đối với lại Ducati Wrangler thì nó rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản luôn. Nó giống như một cái chiếc xe máy bình thường á, mình cứ đổ xăng, đổ nhớt, bảo dưỡng sên. Rồi nếu mình dùng côn dây thì mình cũng làm mấy cái thao tác bảo dưỡng đơn giản giống như mình ở từng làm mà mình chia sẻ. Mình tra nhớt, làm vệ sinh trong cái vỏ dây côn, xong rồi mình tra nhớt vào, hoặc là mình mỡ bò khô á, mỡ bò dạng xịt á, mình tra vào thì cái dây nó sẽ bền hơn. Sau mỗi chuyến đi tour hay là đi gặp nước nhiều á thì mình nên bảo dưỡng một lần. Còn chia sẻ cái chi phí tiền cụ thể là một tháng là bao nhiêu thì thực sự nó rất là khó, bởi vì nó tùy thuộc vào cái tần suất sử dụng xe của mình và mình thích đi xe cái kiểu gì thì cái chi phí nó sẽ đi theo. Mình nói đơn giản như là xăng cộ đi, thì cái dòng xe này á, nó cũng tiết kiệm xăng lắm, nó đi từ 4 đến 4,5 lít cho 100 cây số. Đó thì là một cái dòng xe đó 800 phân khối mà đi tiêu thụ nhiên liệu như vậy, mình cho là nó không có gì quá đáng hết. Rồi bảo dưỡng dầu máy, rồi lọc dầu thì mình đi trung bình khoảng 2.000, 2.500 gì đó mình thay một lần. Mình cũng không cần phải dầu gì quá xịn đâu, nó chỉ cần đúng cấp nhớt của nó. Đối với xe này cấp nhớt của nó là W50, và cái mình nên chọn cái dầu full full tổng hợp ha, fully synthetic ha, thì nó sẽ bền nhớt hơn. Để thường mình đi phân khối lớn, mình đi xa mà, thì cái dầu dầu tổng hợp toàn phần á, nó sẽ bền nhớt hơn, nó giúp chiếc xe vận hành êm ái hơn. Rồi thay nhông sên dĩa thì trung bình 10.000 cây mình thay, buri cũng như vậy. Có đặc biệt cái dòng Ducati á, thì nó sẽ có những cái thời điểm, ta gọi là Desmo á. Thì cái Desmo này nó tiền ít tiền nhiều là do cái cách bạn sử dụng xe thôi, chứ nó cũng không phải ghê gớm lắm đâu. Ví dụ như cái thời điểm mà nó Desmo lần đầu tiên nó là nó khoảng 12.800 cây, là mình Desmo lần 1, và lần thứ hai là lúc 24.000 cây, và tiếp theo cứ 12.000 cây là Desmo một lần. Thì nếu như mình dùng xe mà dạng như là chơi bạo lực á, bốc đầu này kia rồi á, thì chắc chắn là Desmo nó sẽ tốn kém, bởi vì nó hư hư hao về cái bộ ly hợp. Mình phải thay bố sắt, bố lá sắt, rồi bố nè, rồi cam cò, là sim mình phải thay, bởi vì cái tần suất sử dụng xe của mình nó gây ra cái hao mòn quá lớn. Rồi đến thời điểm năm thêm 24.000 cây nữa thì có thể là nó sẽ phải thay lại cái beo cam á. Nó bên trong nó sẽ có một cái dây đai cao su để nó chuyển động cái phần cam. Thì đối với xe thường này dùng xích cam, còn Ducati thì dùng cái đai đai chuyển động bằng cao su như chiếc Ura. Nó thì tùy theo cái cách mình sử dụng xe, mình đi xe nó hiền hòa, nó êm ái thì Desmo nó cũng có cái gì ghê gớm hết, thì tầm mấy triệu là cùng mà. Thì để nó đưa cái hiện trạng chiếc xe về với lại gần với lại cái lúc mà xuất xưởng, thì nó là một cái cách mà dòng Ducati người ta yêu cầu để nó duy trì cái tuổi thọ của chiếc xe nó cao hơn, và cái hiệu suất sử dụng của nó, cái công suất của nó không bị giảm theo thời gian.
Thì đối với những dòng xe khác thì nó cũng như vậy thôi, nó cũng phải có định kỳ kiểm tra bảo trì bảo dưỡng, nhưng nó không gọi là Desmo như 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 bên Ducati đó. Thì mình kỹ thì mình bảo dưỡng, còn mình không kỹ thì cứ vô xóa lỗi đi thôi, nó cũng chả có ảnh hưởng gì. Nhưng mà chiếc xe mà nó sẽ hư hao nhiều hơn và nó không còn cái lực mạnh như ban đầu mình chơi nữa đó. Thì một số cái mình chia sẻ về cái chi phí chơi dòng Ducati nó là như vậy ha. Còn mình nghĩ đơn giản những cái dòng xe khác của Ducati nó cũng như vậy thôi. Tuy nhiên là những cái dòng xe mà nó độ hao mòn lớn, bởi vì mình phải trả giá cho cái công suất nó lớn và mình chơi bạo lực á, thì nuôi nó sẽ tốn kém hơn là cho cái phần bảo dưỡng thay thế phụ tùng linh kiện thôi. Còn lại là mình nghĩ nó cũng giống như là những cái chi phí bảo dưỡng thông thường một chiếc xe. Xe quay nó cũng phải bảo dưỡng vậy, tại vì mình thấy giá trị không bao nhiêu cho nên mọi người cứ đi hoài không không bảo dưỡng thôi. Còn phân khối lớn là mình cưng nó cho nên mình cứ thấy nó bảo dưỡng là phải đi bảo dưỡng, nên là mình thấy ui nó tốn kém, chứ xe nào cũng phải bảo dưỡng hết ha. Nên thì một số cái chia sẻ của mình là như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và động viên trong suốt thời gian qua. Hy vọng là với những trải nghiệm sắp tới mới chơi với một chiếc xe mới, mình sẽ tiếp tục nhận được cái sự đón nhận và ủng hộ của các bạn. Rồi, như vậy ha. Rồi, chào.